dầu như đá. Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một chương trình như vậy. Tôi cảm thấy vô cùng thích thú với chương trình này. Cá nhân tôi thực sự rất thích dạy học cho trẻ nhỏ. Công việc này đã mang lại cho tôi kinh nghiệm về giảng dạy. Tôi đã từng được tham gia nhiều chương trình tình nguyện, nhưng đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động tình nguyện ở một nơi khác ngoài thành phố Thái Nguyên để dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ. Đó là điều mang lại bổ ích với trẻ nhỏ. Tôi cảm thấy rất vui và tôi hy vọng các bạn nhỏ đã có khoảng thời gian tuyệt vời với chúng tôi. Con cảm thấy rất là vui, hào hứng. Các bạn và con cảm thấy mùa hè này rực rỡ và thoải mái hơn. Cùng với màu áo xanh của các bạn sinh viên Việt Nam, sự có mặt của những tình nguyện viên quốc tế với chiến dịch mùa hè xanh càng khẳng định thêm tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng của các bạn sinh viên. Năm nay thì có một cái sự thay đổi là dạy ôn tập cho các cháu cả tiếng Anh, toán, tiếng Việt và các cái hoạt động kỹ năng sống, các cái trò chơi mang lại rất là nhiều ý nghĩa và có những cái trải nghiệm cho sinh viên. Chương trình này rất là hay và bổ trợ đến cho các bạn học sinh, tạo cho các bạn thêm một cái vốn kiến thức mới để các bạn chuẩn bị cho một hành trang của mình trong một năm học mới. Sự tham gia của những sinh viên quốc tế với chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh sẽ góp phần tạo môi trường giao lưu, trải nghiệm văn hóa đa quốc gia, qua đó góp phần thêm những nhịp cầu hữu nghị, hợp tác quốc tế.